tôi thấy rất là hay. Ý đầu tiên đó là các bạn hay hỏi đó là báo các bác sĩ là sau khi phát hiện ra xong bệnh ấy, thì là một khoảng thời gian bác sĩ cứ hẹn chúng tôi đi làm các xét nghiệm, hoặc là sau khi tôi đã mổ xong can thiệp một phương pháp nào đó, bác sĩ bảo là điều trị đa mô thức, mà sau khi hết một phương pháp này rồi lại đợi 2-3 tuần, đến tối đa có thể 4-6 tuần mà chúng ta mới can thiệp tiếp phương pháp thứ hai. Thì những câu hỏi của bạn chúng tôi hay gặp ở đâu? Hay gặp trong những khi chúng tôi họp hội đồng người bệnh hàng tuần hoặc là 2 tuần một lần, là khoa, tất cả các khoa đều có cái việc là gặp gỡ và giao lưu và trao đổi những cái câu hỏi khó hoặc những cái chưa hiểu biết rõ về bệnh, hoặc là những cái mà còn thắc mắc giữa người bệnh. Thì tôi xin trả lời luôn là có những khi trước năm 2012 thì có những nghiên cứu người ta đưa ra là sau khi mà phẫu thuật xong đối với ung thư phổi thì cái thời gian trong quá trình thời gian đợi chờ để mà điều trị thì là có thể là từ 7 đến 18 tuần. 18 tuần. Lý do vì sao? Bởi vì sau khi phẫu thuật phổi là một cái phẫu thuật đặc biệt. Do vậy phụ thuộc vào sức khỏe, phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, phụ thuộc vào những cái khả năng hồi phục của người bệnh thì chúng ta mới tiếp tục điều trị tiếp theo những phương pháp, các cái phương pháp khác, ví dụ xạ trị hóa chất. Thế thì nghiên cứu trước 2012 người ta thấy là kết quả thường là sau khoảng 7 tuần đến 18 tuần điều trị sau khi mổ thì hiệu quả cũng cao, thời gian sống thêm vẫn còn tốt. Tuy nhiên đến năm 2021 thì có những cái nghiên cứu người ta đã phát hiện ra đó là cái thời gian mà vàng để mà cho bệnh nhân điều trị mà thời gian sống thêm toàn bộ, nguy cơ tái phát tại chỗ, nguy cơ di căn xa sau khi điều trị được hiệu quả cao hơn nữa thì là lấy mốc từ 4 đến 8 tuần. Nếu trong trường hợp trước 4 tuần mà mẹ bạn tiếp tục điều trị thì chắc chắn là sẽ không đủ sức khỏe, bởi vì sau khi mổ xong thì chức năng tim, chức năng phổi rồi thì dinh dưỡng của mẹ bạn chưa thể hoàn toàn hồi phục. Do vậy việc hấp thụ hoặc là việc nhận những cái liều xạ hoặc là nhận những liều phác đồ hóa chất tiếp theo bổ trợ cho của các bác sĩ hóa chất xạ trị thì sẽ không bao giờ có hiệu quả và làm cho người bệnh sẽ suy kiệt. Thế còn lại nếu thời gian người ta nghiên cứu là sau 8 tuần mà nghỉ quá 8 tuần mới bắt đầu điều trị xạ trị hoặc là hóa chất bổ trợ thì làm sao? Thì là các cái nghiên cứu cho thấy được là cái OS, tức là thời gian sống thêm toàn bộ của người bệnh sẽ giảm đi rất nhiều so với cả cái khoảng thời gian là từ 4 đến 8 tuần sau khi mổ mình điều trị bổ trợ bằng hóa chất và phẫu thuật xạ trị. Thế còn với giai đoạn 3A thì cơ hội chữa khỏi có tốt không? Thì như vừa nãy bác sĩ Hằng cũng, tôi cũng nghe qua có cái thông tin bác sĩ Hằng đưa ra lúc đầu, đó là 2 năm đầu tiên thì tỷ lệ nguy cơ tái phát rất là cao. Tuy nhiên sau khi mà có cái kết quả nghiên cứu ASCO 2024 mà chúng tôi cập nhật mới nhất từ tháng 6 vừa rồi ở Mỹ thì là giai đoạn 3A, thời gian sống thêm sau khi mổ xong kết hợp với hóa chất xạ trị, nếu chỉ dừng đến một phẫu thuật sau đó nghỉ 4 tuần đến 8 tuần hóa chất xạ trị thì thời gian sống thêm nguy cơ tái phát sau 5 năm chiếm đến 76%, tức là sau 5 năm nguy cơ tái phát chiếm 76%. Nhưng cái nghiên cứu Aurora hoặc là Empower 101 người ta đã cho kết quả là sau khi mà điều trị xong hóa xạ trị, phẫu thuật hóa xạ trị rồi mình có thể duy trì nếu có kết hợp với thuốc đích được, thì là hợp với thuốc đích hoặc là miễn dịch thì là thời gian sống thêm 5 năm chiếm đến 88%, một con số rất là đáng nể. Và cái nguy cơ tái phát nó chỉ là dưới 20%. Đấy, những cái mà kết quả mà khích lệ cho những bệnh nhân mà giai đoạn 3A.